Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bị hạ sát nhưng 6 năm sau Phùng Quang Thanh mới gục. Vào năm 2015 là năm bản lề để chuẩn bị cho đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc đó, trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang nổi lên những trận thư hùng mang tính sống còn. Trận chiến giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đến hồi ác liệt nhất làm người ta không chú ý đến một nhân vật rất tham vọng, đó là Phùng Quang Thanh. Phùng Quang Thanh là một bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham vọng hơn Ngô Xuân Lịch và Phan Văn Giang rất nhiều. Cũng tương tự như Phạm Minh Chính, ông Phùng Quang Thanh cũng xây dựng mối quan hệ thân thuộc với phía Trung Quốc. Và ông Phùng Quang Thanh cũng bắt tay vào việc xây dựng quan hệ lâu dài bằng nhiều cách khác nhau với đất nước phương Bắc này. Đây là hình ảnh ông Phùng Quang Thanh thăm Trung Quốc. Sự hình thành âm mưu bắt nguồn từ chuyến đi có quy mô khác thường của Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 năm 2014, do chính Phùng Quang Thanh dẫn đầu cùng 16 sĩ quan cao cấp khác, trong đó có 12 người mang quân hàm cấp tướng, bao gồm 6 trung tướng, 6 thiếu tướng. Một người mang quân hàm đại tá lần lượt đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Không quân, Hải quân, Biên phòng, Thông tin và Quân khu 2. Ở phía bên kia, ông Tập Cảnh Bình đã cử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vạn Toàn gặp ông Phùng Quang Thanh vào ngày 17 tháng 10. Hai ông bộ trưởng gặp nhau và nhất trí đồng thuận nguyên tắc 3 điểm. Trong đó điểm thứ hai là quân đội hai nước tăng cường đoàn kết, cung cấp đảm bảo vững chắc củng cố vị thế, cầm quyền của Đảng Cộng sản hai nước, bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau đó, vào ngày 18 tháng 10, một sự việc cũng rất khác thường khác là việc ký kết biên bản ghi nhớ kỹ thuật về việc thiết lập đường dây điện thoại nối thẳng bảo mật giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Và chuyến đi này đã được chuẩn bị công phu như thế nào? Để chuẩn bị cho chuyến gặp chính thức với phía Trung Quốc thì trước đó vào ngày 16 tháng 10 năm 2014, khi đoàn của ông Phùng Quang Thanh sang Trung Quốc tại Milan, Italia, bên lề hội nghị cấp cao ASEAN-10, ông Nguyễn Tấn Dũng có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Có thể nói ông Nguyễn Tấn Dũng là người đặt nền tảng cho chuyến thăm của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Việc này xem như ông Dũng đã liên minh với Phùng Quang Thanh để gặp phía Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế có phải ông Phùng Quang Thanh có liên minh với ông Nguyễn Tấn Dũng hay không thì không biết. Với tầm của ông Phùng Quang Thanh thì khi đó ông hoàn toàn có khả năng đánh mẻ lưới mà không cần phải dựa vào hơi ai. Sau chuyến thăm của ông Phùng Quang Thanh sang Trung Quốc, thì ngày 15 tháng 5 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã gặp ông Phùng Quang Thanh tại biên giới Lào Cai một cách long trọng nhân dịp tổ chức buổi tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ hai. Tại cuộc tọa đàm này có một chi tiết rất đáng hàm ý, đó là việc Thường Vạn Toàn tận tay trao tặng ông Phùng Quang Thanh chiếc bình sứ Trung Quốc như một thông điệp hãy giữ lấy bình quý. Có khả năng Trung Quốc đã tạo dựng một tài liệu tình báo và gây áp lực cho Phùng Quang Thanh chuẩn bị cho cuộc đảo chính. Tuy nhiên, về mặt đảng, ông Phùng Quang Thanh chỉ là cấp phó của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Phùng Quang Thanh là phó chủ tịch quân ủy Trung ương, trong khi đó ông Nguyễn Phú Trọng là chủ tịch. Phía trên ông Phùng Quang Thanh là cái bóng quá lớn của ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Phùng Quang Thanh từng gặp phó chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Chiểu. Những thông tin mật loại này có thể bị các mạng lưới đặc tình của Trần Đại Quang phát giác, và những động tác chuẩn bị chiến dịch có thể bị mạng lưới an ninh chính trị quân đội nằm trong tay của Bí thư Trung ương Đảng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Ngô Xuân Lịch phát hiện. Và liền sau đó đã xuất hiện chuyến sang thăm Pháp bí mật. Nhưng ngay từ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Phùng Quang Thanh đã phải sang thăm Pháp. Không biết có lời mời của chính phủ Pháp hay không, nhưng báo chí Pháp trong thời gian này không hề có dòng tin nào. Bức ảnh gặp Bộ trưởng Le Drian của Pháp cũng chỉ thấy trên các trang báo Việt Nam. Báo Việt Nam cũng không hề nói chuyến thăm này bắt đầu ngày nào và kết thúc ngày nào. Nói chung là chuyến đi này là vô cùng bí mật. Khi đó xuất hiện một clip quay tại bệnh viện. Tại Pháp thì Phùng Quang Thanh nhập viện vào ngày 20 tháng 6, một ngày sau khi gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp và xuất viện vào ngày 10 tháng 7. Từ những manh mối đó có thể suy luận rằng ông Phùng Quang Thanh tìm cách bắt liên lạc với Bộ Quốc phòng Pháp để có cớ cho chuyến bay công vụ sang Pháp. Tuy nhiên, chuyến thăm là phụ mà đi chữa bệnh lại là chính. Tại Việt Nam vào ngày 3 tháng 7 năm 2015, Tư lệnh và Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tướng Tư lệnh Phí Quốc Tuấn và Trung tướng Chính ủy Lê Hùng Mạnh nhận quyết định của Thủ trưởng Cơ quan
bàn giao tức khắc cho Thiếu tướng Nguyễn Doãn Oanh, Phó Tư lệnh và Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Chính ủy trở về nghỉ hưu. Lễ bàn giao do Ngô Xuân Lịch chủ trì điều khiển. Như vậy là khi ông Phùng Quang Thanh đi chữa bệnh tại Pháp, thì bên Việt Nam, phe của Ngô Xuân Lịch đã xử một số tay chân của Phùng Quang Thanh ngay lập tức. Đây là hình ảnh một cuộc họp với phía Trung Quốc với có sự có mặt của ông Phùng Quang Thanh. Trên báo chí nhà nước thì họ thông tin rằng cháu của ông Phùng Quang Thanh đều sang Pháp đón Phùng Quang Thanh về nước. Nhưng trong bản tin tường thuật ngắn tại sân bay Nội Bài thì chỉ là tả lại Phùng Quang Thanh có vẻ khỏe mạnh, tươi cười, tự đi và không có người dìu. Kèm theo bức ảnh chụp mờ từ xa, không hề có mặt con và cháu trong đám người súng xung quanh. Với hình ảnh này cho thấy ông Phùng Quang Thanh trở về được nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cho người đón. Ông Phùng Quang Thanh đã thất sủng trước khi đi Paris và khi trở về khi vẫn còn chức tước trong tay nhưng xem như cũng chẳng còn chút quyền lực gì, bỗng bị nhà nước đón rước đưa về để quản thúc. Từ cách đón tiếp một bộ trưởng quốc phòng bất thường như vậy, giới thạo tin lúc đó đồn đoán rằng thông qua mật vụ và đặc tình, Bộ Chính trị đã chắc là khẳng định âm mưu đảo chính của Phùng Quang Thanh là có thật. Một kế hoạch nhằm dập tắt âm mưu đã được cấp bách thảo luận trong số những ủy viên quan trọng nhất. Trong số này được biết là không có Nguyễn Tấn Dũng. Như vậy, phía đối nghịch với Phùng Quang Thanh rất có thể là không có ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, có việc thông đồng giữa Nguyễn Tấn Dũng và Phùng Quang Thanh hay không thì chưa có bằng chứng để khẳng định điều đó. Và ông Phùng Quang Thanh đã từ cõi chết trở về như thế nào? Ông Phùng Quang Thanh chữa bệnh tại Pháp nhưng giữ bí mật hoàn toàn. Bởi lẽ tình hình bệnh tình của Phùng Quang Thanh càng khả quan thì phe mạnh nhất tại Hà Nội ăn không ngon, ngủ không yên. Tin tức kín đến mức các hãng tin lớn trên thế giới cũng không thể tiếp xúc được. Tình hình sức khỏe của ông Phùng Quang Thanh khi đó được nhiều người suy đoán là giống với trường hợp của ông Nguyễn Bá Thành. Người ta biết rằng tình hình bệnh tình của ông Phùng Quang Thanh rất nặng, nhưng người ta không biết liệu ông Phùng Quang Thanh có qua khỏi hay không. Trong lúc thông tin hỗn loạn, thì hãng tin Đức DPA đã đưa tin cho biết ông Phùng Quang Thanh đã từ trần. Đây là hãng lớn của Đức, họ không thể đưa tin cẩu thả được. Nếu đưa tin thất thiệt thì rất có thể hãng tin này sẽ mất uy tín. Theo nguồn tin mà chúng tôi biết được, thì hãng tin DPA cũng đã lấy tin từ những người thân cận, những người đang chịu trực tiếp việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe của ông Phùng Quang Thanh tại Paris, Pháp. Chính vì cả tin và những người thân cận như vậy mà một hãng tin lớn đã đưa tin bị lố. Thực ra, những người thân cận của Phùng Quang Thanh lúc đó đã tung tin hỏa mổ, muốn bắn tin cho phía Hà Nội rằng ông đã chết để người ta không phòng bị. Tuy nhiên, cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng phải lòi ra. Cuối cùng, tin tức Phùng Quang Thanh được chữa khỏi. Hãng tin Đức khi đó DPA cũng vô tình trở thành công vụ bao che cho Phùng Quang Thanh nhằm mục đích tung hỏa mổ. Theo một số nguồn tin khả tín, thì người ta muốn tạo không khí thật thật giả giả, gây nhiễu loạn để tránh nguy cơ bị ám sát. Được biết, trong những người theo ông Phùng Quang Thanh sang Pháp, không thể không có tai mắt của ông Ngô Xuân Lịch. Dù tung hỏa mổ, nhưng cuối cùng thì ông Phùng Quang Thanh sau khi rời bệnh viện đã được đưa về và giam lỏng tại trụ sở của Bộ Tổng Tham mưu. Tới ngày 16 đến 18 tháng 7 thì ông Trương Cao Lệ, Phó Thủ tướng và là thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc viếng thăm Việt Nam. Có lẽ là muốn kiểm tra tình hình chính trị tại Việt Nam. Với Trung Quốc thì các phe phái nào ở Việt Nam đấu đá nhau thì mặc kệ, họ sẽ không ủng hộ phe nào thân họ trở nên mạnh để nắm quyền. Nếu có nhiều phe đối đầu nhau nhưng phe nào cũng tôn thờ Bắc Kinh thì Bắc Kinh đứng ngoài cuộc tọa sơn quan hổ đấu để chọn con thắng phục vụ cho mình. Và dư luận cũng cho rằng ông Phùng Quang Thanh trở về từ Pháp đã bị giam lỏng cho đến ngày chết. Chuyện gì đến thì phải đến. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2015, tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã công bố tướng Thanh về nước vào ngày 25 tháng 7 năm 2015, đồng nghĩa với việc cho tướng Thanh tái xuất hiện trở lại nhưng chỉ trong khuôn viên của Bộ Quốc phòng, không được về nhà sau cả tháng chữa bệnh ở nước ngoài. Đây là hình ảnh sau thời gian bị giam lỏng, Phùng Quang Thanh đã từ trần. Thư ký riêng của ông cho biết vì lý do chưa hoàn toàn hồi phục, ông Thanh tránh gặp đông người ồn ào, dễ gây căng thẳng, có hại cho sức khỏe. Nhưng lần ra khỏi khuôn viên Bộ Tổng Tham mưu thì người ta thấy ông xuất hiện rất nhanh. Cho nên đại hội đảng lần thứ 12 người ta vẫn cho rằng ông Phùng Quang Thanh lên ngồi chức chủ tịch đoàn. Ông phải làm tốt vai diễn để chức chính thực sự thống nhất đoàn kết trong nội bộ đảng. Sau đại hội đảng, ông Phùng Quang Thanh về sống âm thầm tại tư gia
trong tình hình bị quản thúc nghiêm ngặt, cho đến ngày 11 tháng 9 thì ông chút hơi thở cuối cùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021 với bản tin bị hạ sát nhưng 6 năm sau Phùng Quang Thanh mới gục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.d